Cúi xin Chúa sáng soi, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con. Lạy Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót, hôm nay chúng con tiếp nhận bệnh nhân Võ Thị Nhành bị ung thư gan. Chúng con cầu xin Chúa là đứng vào lòng thương xót, chúc lành cho người chị em này, chữa lành cho người chị em này, để người chị em này được bình phục, trở về quê hương, lo lắng cho gia đình, cho chồng con, cho xóm riêng, cho lý tưởng của mình còn lại. Cha cũng cầu xin cộng đồng mạng cầu nguyện cho chị Nhành để chị mau được bình phục. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con kể về danh Chúa nhân từ cho các anh linh hồn. Hằng xem thay mặt Đức Chúa Trời sáng nắng như vậy. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, và xin mời anh ngồi xuống. Thầy dẫn người này là người thứ hai rồi em. Vừa rồi thì dẫn một người, rồi hôm nay dẫn thêm người nữa, thì thấy trong lòng thấy vui lắm, vui lắm phải không? Vừa rồi dẫn người đầu tiên thì đi hơi bỡ ngỡ phải không? Là hôm nay có chia sẻ gì không? Có thể chia sẻ cho tụi con nghe liền đó. Chúng rồi cuối cùng có chia sẻ ha. Ít nhất là cũng có niềm vui, vui mới dẫn đi đây. Nhưng mà bệnh nhân thì nói như thế này thì là không phải bệnh nhân nào mình chữa cũng hết liền đâu. Tại vì chữa bệnh cho bệnh nhân thì do bởi cái bệnh này nó kéo dài thời gian quá rồi. Do vậy mà không phải một sớm một chiều mà mình chữa hết. Mình phải đòi hỏi có thời gian, rồi phải có một cái phương thuốc gọi là thực nghiệm thực tế và có kinh nghiệm thì khi đó mới có thể là đánh được cái bệnh này. Vậy cái công thức để trị cho các bệnh nan y mà cụ thể chúng ta trị cho bệnh nhân là Võ Thị Nhành này, đó là công nghệ nano. Công nghệ nano. Mỗi một bệnh nhân mà bệnh nan y thì phải sử dụng bằng công nghệ nano. Nhưng mà cái công nghệ nano này hiện tại là khoa học, được gọi là y học, y khoa đó, chưa áp dụng cho bệnh nan y, Do vậy mà hiện tại, để mà bất kỳ một người nào mà mang căn bệnh nan y, ví dụ như là ung thư, hay là tiểu đường, hay là gút, hay là suy thận, vân vân, những cái bệnh mà được gọi là bệnh nan y, thì tất cả mọi bác sĩ trên thế giới đều mô tả. Mà nếu có chữa được bệnh nan y này, thì chẳng qua là giảm đau. Chớ không thể nào mà gọi là chữa được. Bởi vì nếu mà khoa học trên thế giới mà chữa được cái bệnh nan y này thì nhất định phải dùng công nghệ nano. Khó ha, khó dữ lắm, khó. Nếu mà y khoa trên thế giới này mà chữa được cái bệnh nan y này thì nhất định phải dùng một cái công nghệ được gọi là công nghệ nano. Còn nếu mà hiện tại khoa học trên thế giới, y khoa trên thế giới này mà dùng các loại thuốc để chữa bệnh nan y chẳng qua là để giảm đau. Sao cái giảm đau đó là gì? Kéo dài sự sống. Chỉ có là giảm đau và kéo dài sự sống, chứ không chữa được bệnh nan y. Không chữa vừa được nữa, chỉ là giảm đau, chỉ là kéo dài sự sống cho bệnh nan y, chứ không chữa. Là y khoa đó nha. Còn y khoa đó, còn công nghệ nano này là chữa được bệnh nan y. Chữa được. Vậy
cái công nghệ nano này là một cái công nghệ mới nhất mà ở đây cha đã nghiên cứu ra. Và cái công nghệ nano này được gọi là nước. Tức là mỗi ngày cái người bệnh nhân này phải nạp nước vào trong con người. Thì như thế con người mỗi ngày nó mỗi thanh tẩy, từ từ cái bệnh đó nó hết. Được công nghệ nano này gọi tắt đó là, công nghệ nano này gọi tắt là gì? Công nghệ nano này gọi tắt là thay máu. Công nghệ nano này được gọi tắt là thay máu. Mỗi lần một bệnh nhân mà tới bệnh viện để chữa bệnh thì điều đầu tiên là bác sĩ làm là ta lấy máu mình để ta xét nghiệm. Ta coi mình đang mắc phải căn bệnh gì. Thì từ cái máu đó nó nói cho bác sĩ biết là anh bệnh gì. Và từ cái bệnh đó thì tây dược đó, tức là thuốc tây đó, nó mới cộng thuốc vô. Đó, nó mới hội chẩn lại và nó cộng thuốc vô vào cái bệnh đó. Thì lúc này đây, thuốc tây nó sẽ làm cho giảm đau và nó kéo dài sự sống. Nếu đó là bệnh nan y. Còn nếu đó là cảm mạo bốn mùa, mà quả thật nếu một người bị cảm mạo bốn mùa mà không uống thuốc hết không, vẫn hết như thường nhưng mà chậm. Phải nè, ví dụ như mình còn trẻ mình bị sổ mũi mình có uống thuốc không? Mình bị cảm lạnh mình làm biếng uống, mình còn trẻ mà nó lướt qua được hết. Nhưng mà khi mình trở về già nó mới lướt khó chậm. Vậy thì cảm mạo bốn mùa thì chúng ta uống thuốc tây thì trợ lực mau hết, chúng ta không uống cũng hết luôn. Nhưng mà đến khi mà bệnh nan y rồi thì chỉ còn một cách duy nhất là thay máu. Nhưng mà đối với tây dược đó, đối với y khoa đó, là nếu muốn thay máu thì khó hơn lên trời. Bởi vì không biết thay một cách nào đó. Bây giờ thay máu một cách rút hết máu này ra, bơm máu khác vô, chỉ có một cách đó thôi là nó mới hết máu. Bây giờ cha thay máu kiểu này, công nghệ cha là công nghệ thay máu nha. Cha chỉ cho cái cách cha trị bệnh cái là tự động bệnh nhân hết bệnh nè. Nhưng mà phải đi theo phác đồ nha. Bây giờ đây là cha có hai cái lu nước. Đây là lu nước. Ở đây cha dùng cái lu mà không biết ở xứ khác dùng gì. Hả? Ở xứ của thầy dùng gì? Lu nước. Đó. Đây là trong này là nước. Trong này là nước nha. Nước. Bây giờ chúng ta thấy, chúng ta dòm ở trong này nè, chúng ta dòm hai cái khác nhau nha. Cho vẽ ra rồi mới thấy. Đây là một cái lu nước, đây là một cái lu nước. Lên mạng mà mình phải kỹ chút đó. Nó vẽ luôn cho đẹp. Cho cha làm việc chút đi. Bây giờ mình dòm hai vô hai lu nước này, lu nào lu sạch, lu nào lu dơ. Lu này với lu này, lu nào lu sạch. Tại sao con nói là lu này lu sạch? Nước từ đây sẽ xuống, nước từ đây sẽ xuống nè. Bây giờ lu nào lu sạch, lu nào lu dơ. Lu này sạch, tại sao? Còn lu này cặn chỗ nào? Đáy này hả? Chỗ nào chị cho là cặn? Miếng tấm bảng bằng cây mà cặn chỗ nào? À, tưởng tượng cái lu. Vậy cái đen đen này, cái chấm chấm này là cái cặn. Còn dưới này có cặn không?
không? Vậy cái lu này là lu, còn cái dẻ dẻ này là gì? Cái này là gì? Còn này đó, vậy lu nào lu sạch, vậy lu này là giờ bỏ rồi, lu này với lu nào mình chọn lu nào? Chọn lu sạch. Lu này theo lý là mình bỏ hay mình để xúc đó. Ủa sao mình dơ quá mình phải bỏ chứ? Bây giờ nói theo thế gian, cái lu này là lu sạch nè, là mình lấy hết nước mình xài luôn. Còn lu này lu dơ nè, thì mình lấy cái nước trong này mình xài, còn lại nước cặn này mình bỏ, kiểu nào mình úp cái lu ra là sạch. Đó nè, đó, mình úp cái lu ra là sạch. Vậy bây giờ thay vì mình không dùng cái từ lu nước nữa ha, mà đây là dùng từ con người ha, đó, mình dùng từ con người đó. Bây giờ cho nói lại từ lu nước chút. Cái lu nước này là lu nước sạch, mình không đụng tới, mình cưng nó dữ lắm. Còn mình đang tìm cách xử lý lu nước dơ. Bây giờ nếu mình muốn bỏ cái cặn này ra thì có 3 cách để mình bỏ. Một là mình đổ hết cái một ra luôn. Hai là mình lấy nước sạch đổ nước dơ ra. Còn cách thứ ba nữa, mình làm thế nào mà mình không nếu mình một mình hất cái lu ra thì mình làm không nổi, thì cái lu đó bật bể luôn, thấy không? Cái lu nặng quá, mình cầm mình dở cái lu lên thì nó nặng quá, nó ghi về bên kia, thì nếu mình không khéo lại lu bể, thấy không? Vậy mình không muốn cho bể cái lu này thì mình làm sao hả? Có mình sao nhiều người được, bàn chải chà quét hốt ha. Nhưng mà bàn chải chà quét hốt thì nó tróc cái lu luôn này, nó tróc cái nước sơn ở trong này nè, ở trong cái lu này, làm sao cho đừng tróc nước sơn để nó uổng, đổ đi nước sạch vô, phải vậy không? Mình cứ đổ nước sạch vô thì mỗi lần mình đổ nước sạch thì nước sạch vô tới đâu, nó vô tới đây nè, tới đây nó gần tới đây nè, bắt đầu là từ đây xuống đây lu trống nè, nó xuống tới đây lại gặp nước nè, đó nè, bắt đầu khi mà nước nó xuống tới đây là nó chưa đụng dơ này, bắt đầu khi mà nước nó vô trong này bắt đầu nó khuấy này bay lên, cái này nó tà rã ra, thì cái này nó rã ra cái đầu nó theo nước đi, nó vòng tới chừng mình cứ đổ hoài vô trong này, đổ đầy cái lu luôn, thì lúc này đây á là nước sạch và nước dơ đều đi ra, thấy không? Thì mình cứ đổ hoài hay nó đầy lu thì nó trào ra, thầy công nhận không? Lúc này là khi mà nước cái xói vô trong này thì nước này nó động lên nè, thì giờ đây không còn nước sạch nữa mà là nước cặn nữa rồi, nước sạch nước dơ nó lộn xộn. Vậy thì mình cứ đổ vô hoài hay mình đổ đầy thì nó trào ra, bây giờ nó trào ra nước này là trào ra nước sạch hay nước dơ hả? Trào ra nước dơ. Vậy nó trào chừng nào nó mới hết, mình đổ chừng nào mình mới thôi, ăn thua mình đổ thôi. Mình muốn cho cái lu này nó sạch tuyệt đối thì mình đổ một ngày hai ngày thì mình đổ, cứ đổ nước sạch vô thì nó giả vô trong này thì cái cặn nó bay lên ra ngoài bay riết cái nước sạch vô nước dơ ra, nước sạch vô nước dơ ra, làm riết sạch không? Thầy nghĩ sạch không? Vậy trong cái lòng lu này có bị tróc nước sơ không? Vậy cái lu này khi mình xúc sạch bằng cách đó thì lu này còn nguyên dạng không? Lu này không bị bể, lu này không bị tróc nước sơ, đúng không? Và cái lu này an toàn luôn, không có ai đụng chạm đến nó. Đó là một hình thức mình xúc lu. Thầy công nhận chỗ này không? Vậy bây giờ đây là một con người. Cái lu này là một con người. Vậy thì bây giờ cái cô này, cổ đang bị một cái căn bệnh nan y, là nó đang dơ. Cái máu của cổ đang bị dơ. Phải không nè? Mình vô bác sĩ đâu, bác sĩ thử máu. Thì bác sĩ cho mình biết là cái máu nó cho mình biết mình bệnh gì. Thì bây giờ để xúc cái máu của cô này, để làm cho cái máu sạch lại thì mỗi ngày mình phải cho nước vào. Thì mình cho nước vào mỗi ngày thì cơ thể của mình nó nạp nước. Thì bây giờ cơ thể mình nó nạp vô thì nó làm sao đi ra? Nạp vô nhiêu đáy ra nhiêu, làm đúng năm trời thì máu sạch. Đúng chưa? Vậy khi mình xúc cái lu này mà mình dùng nước mình đổ vô thì cái lu này không đá động gì thế, nằm yên đây mà nó sạch.
bây giờ cái lu này nó là một cái vật vô tri, mình hốt nó mình đổ ra được, còn con người mình mổ ra mình lấy máu hết máu được không? Không được, mổ ra là chết, lấy hết máu là chết. Vậy mình dùng cái công nghệ nano là nước, nước mình cứ đổ vào, đổ vào, đổ vào, đổ vào, đổ năm này sang tháng kia đổ riết, cái dòng máu này nó tự nó xúc máu nó sạch. Được gọi là công nghệ nano, là công nghệ thay thay máu. Vậy thì khi lúc này đây cái dòng máu mình sạch, mình đi thử nghiệm còn bệnh không? Tự động mình hết hết bệnh dễ không? Còn cái con người này là cái con người đang ăn chay trường, nó sạch sẽ rồi, cái lu nước trong vậy nè, nó không còn, nó không đóng cặn. Cái dòng máu của một con người mà ăn chay trường này dầu sao đi nữa nó vẫn sạch hơn dòng máu của người đang ăn động động vật, phải không nè? Vậy thì một người ăn chay trường thì cái dòng máu của người ta đang trong ngày nào mà nếu nó có đục thì nó cũng mờ mờ thôi, mờ mờ. Vậy thì mỗi ngày mình cứ ăn chay thì nó xúc máu mình, nó xúc mỗi ngày riết máu mình sạch, mình còn bệnh đâu bệnh gì. Vậy thì cơ thể của một người bệnh nan y thì phải dùng công nghệ nano. Công nghệ nano là bằng nước. Vậy chúng ta lấy nước này, chúng ta đổ vô mỗi ngày, đổ riết thì bắt đầu nó, cái máu mình nó là máu mới vô máu cũ đi, máu mới vô máu cũ đi, làm riết cái máu cũ mình ỉa mớ đái mớ ra mồ hôi mớ làm đủ kiểu, nó bay ra hết trơn, cuối cùng máu mình còn lại là máu hết bệnh. Vậy dễ trị không? Mấy thầy thấy dễ trị quá ha. Dễ trị, không khó chút nào. Nhưng mà cái quan trọng nè, cái quan trọng là bệnh nhân á, bệnh nhân nè phải trung thành với cái công nghệ này để thay máu. Nhiều khi á, là con mới vô con thay máu được con tháng, con tự nhiên con cảm thấy con khỏe, bắt đầu con thèm ăn, con nạp chất độc vô là nó dính lại đó nè, thì con bệnh lại không hết. Vậy thì con khi bệnh nhân, khi là con vô trong này con trị bệnh thì con phải dùng công nghệ bằng nước, con cứ đổ hoài. Ví dụ con đổ tháng này không sạch phải không, làm tháng nữa không sạch, bị ở đây mình chữa bệnh là cho không, nó gọi là gì, phải vậy không, phải chữ đó không hả, cho không chứ gì nữa. Giờ viết chữ cho không buồn lắm, viết chữ này mới đã. Vậy mỗi ngày mình cứ đổ nước vô, riết là cái dòng máu mình tự động nó sạch luôn. Hôm nay nó sạch chút, ngày mai nó sạch chút, ngày mốt nó sạch chút, bữa kia nó sạch chút, sạch riết dòng máu mình, dòng máu sạch sẽ, là đây là một cái lu sạch. Vậy mình thích cái lu này hay thích lu này? Lúc này cái lu dơ nó giống lu này nó giống lu này, nó sạch đó. Vậy một bệnh nhân nó mới vô là giống như lu này, mình xúc riết nó thành lu này. Mà hay mình bệnh nặng thì mình xúc 3 tháng, bệnh nhẹ xúc 2 tháng, nhẹ hơn xúc 1 tháng. Còn nếu nặng nữa thì xúc 4 tháng, nặng nữa 5 tháng, nặng nữa 6 tháng. Do bởi ở đây là mình chữa bệnh phi, cho nên mình đâu sợ tốn tiền. Cái chữ này quan trọng vô cùng, tôi xúc 1 năm cũng được nữa mà nhờ cái chữ này. Thấy nè, chứ nếu không có chữ này, tôi xúc 1 ngày 1 tôi chạy rồi, ngày xúc 1 triệu ai xúc cho nổi. Thấy nè, nhờ phi nè, nhờ cho không nè, cho không nè. Nhờ cho không mà tôi xúc 1 năm tôi cũng xúc được. Và trên đời này chỉ có cái công nghệ này mới giải quyết được cái bệnh của con thôi con. Nãy giờ thầy nghe thầy hiểu thêm chưa? Hiểu nhiều hơn. Hôm rồi thầy nghe đạo lý. Hôm nay thầy nghe khoa học. Vậy thầy thấy thầy tự tin chưa? Ha, chỉ việc phải dẫn thêm nữa chứ. Dẫn gì ít quá. Cũng nhân độ thế mà. Đức thầy dạy rõ ràng mà, phải không? Đức thầy dạy mình cúng nhân độ thế mà. Vậy thì rõ ràng lần rồi cha nói với thầy là cha nói về đạo lý. Hôm nay cha nói với thầy là cha nói về công nghệ khoa học. Vậy một người bệnh y như một cái lu dơ, chúng ta chịu cực, chúng ta dùng công nghệ nano bằng nước, chúng ta xúc mỗi ngày thì biết cái lu này sẽ là lu sạch. Thì khi đó ta lên bác sĩ, ta thử máu thì bác sĩ nói anh không có bệnh gì hết, bởi vì máu mình là máu sạch. Còn nếu máu mình là máu dơ thì mình sẽ còn. Vậy thì có khó trị không? Các thầy thấy có khó trị không? Dễ.
mà sao các thầy được có phần phước mà được hiểu được công nghệ này để trực tiếp đón mới là phước của mấy thầy. Chứ còn là cha đã nghiên cứu tới đây rồi, đương nhiên là quá dễ trị. Cái khó không phải là các thầy mà cái khó là cha đó. Cái khó ở đây là cha. Cha phải môi tim dắt ốc để cha nghĩ ra cái cách nào đó để cho xúc máu. Được gọi là thai. Thai máu. Mà cái thai máu của khoa học ngày hôm nay là rút hết máu này ra, bơm máu khác vô mà máu khác nó mới ăn động vật cái rộng. Phải không nè? Bơm vô máu động vật nữa chứ có gì. Mà giờ chúng ta bơm bằng nước. Nước chúng ta là gì? Là cháo nano. Nước chúng ta là nước chúng ta có ba loại. Nước chúng ta có ba loại. Một là cháo. Cháo nano. Cháo nano là mình lấy gạo mình nấu. Mình nấu ra thành cháo. Nhưng mà cháo nano nó có nghĩa là gạo. Nhưng mà cái cháo này nè, mình nấu làm sao mà cái mồ hôi của cháo này nè, cái mồ hôi của cái khi mình bỏ con mình nấu cái mồ hôi thì cái hơi đó chính là thuốc. Còn cái bã của cháo đó là dinh dưỡng. Còn cái hơi đó chính là thuốc để nước xúc. Đó là cha không cần phân tích cái viên gạo này nữa. Cái viên gạo này cha đã quá nhiều rồi. Bây giờ một cái loại thuốc thứ hai chúng ta sẽ là nước. Một cái loại nước thứ hai chúng ta sẽ xúc. Loại nước thứ hai đó là lá cây rừng. Bây giờ ở đây á, là cha có nhiều loại lá cây rừng. Một là lá xả đen, hai là lá thiệt canh, ba là lá rau mèo, bốn là lá suối rừng, năm là bạch hoa xà, toàn là con tên con động vật. Rau mèo là tên con động vật, suối rừng có suối ở trong rừng, rau mèo là rau con mèo, xà đen là con bạch hoa xà là con rắn, rồi lá gì nữa hả, xương khỉ. Tên con vật không? Rồi dông viền đỏ. Rồi chùm ngay. Đó là đây là các loại lá cây rừng. Khi cái lá cây rừng này thay vì cha cho con luộc ăn, mà con nó già quá con ăn không nổi, thì con nấu ra thành nước. Để con lấy nước này con đổ vô. Hả nè. Thì cái nước này nè, cái nước lá cây rừng này nè, khi mà đổ vô cơ thể mình thì cơ thể mình chỗ nào bị oxy quá, bị sét thì nó thanh tẩy sét. Thí dụ như ngay cái gan của mình chỗ này nó bị khối u ngay chỗ này, mọc khối u ngay chỗ này, thì cái nước lá rừng này nè, khi mình đổ nó vào cái nước này nè, nó sẽ rửa khối u, rửa ngày rửa đêm hết bị một vẻ. Phải nè. Rồi cái nước cháo này nè, mình đổ ngày đổ đêm nó thay máu cho mình. Rồi một cái loại lá thứ ba nữa là lá rau dường. Cái loại rau dường này nè là cái loại như là bình ngót nè, chùm ngay nè, nhãn lồng nè, chùm bao nè, vân vân. Nói chung là lá rau dường, rau muống nè, rau rau trai rồi đó. Rau trai vì chữa bệnh đi dẫn tới đây chứ mà biết rau trai. Đây là gọi là rau dường ha. Thì cái rau dường này thay vì mình luộc mình ăn cho thầy công nhận không, thì bây giờ mình nó già quá mình ăn nổi, mình nấu ra thành nước. Mình lấy nước này mình đổ vô đây tiếp tục để nó trợ lực cho cái cháo nano này nè. Thay vì mỗi lần mình ăn cơm thì mình phải có một tô canh đặng mình ăn cơm cho nó ngon, thì bây giờ cái cháo này nè đổ vô đây để lọc máu nè, thay máu nè, dinh dưỡng mình nè, cộng với cái rau dường này nè đủ lực vô trong này để nó giúp cho máu huyết của mình nè. Còn cái lá rừng này nè là mình nấu thành nước, mình đổ vào đây để nó rửa, nó chống oxy hóa chuẩn mực. Dễ chữa không thầy, thấy dễ chữa đâu có dễ, nói ra là dễ đúng không, còn trước đó chưa nói ra có ai biết đường nào đâu đi. Khi chưa nói ra thì coi như anh không biết đi chỗ nào.
mà khi nói ra rồi thì anh thấy nó dễ như trở bàn tay. Một cái dễ hơn nữa là do chúng ta chữa bệnh cho không phi. Và từ cái chỗ cho không này, bây giờ tôi có thể đổ vô đây 1 năm, 6 tháng, 10 tháng, 2 năm cũng được đó mày. Vì là tôi sống với gia đình được tới đây. Thấy không nè? Vậy là thầy thấy gì dễ dàng cuối cùng ha. Cuối cùng, sau 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng mình trở thành một con người sạch sẽ như một cái lu nước sạch. Lúc này mình còn bệnh không? Em bé mới sinh ra nó đâu có bệnh, nó là một cái cơ thể nó trong sạch, nó có chất độc gì trong người. Thì mình bệnh là chẳng qua là chất độc đó ở trong người. Bây giờ mình chất độc này mình bơm thuốc tây vô đây làm sao rửa? Buộc lòng mình phải bơm nước vô, mà nước của mình có ba loại: cháo, lá rừng, rau dừa. Thầy thấy chỗ này nó có minh chứng gì đâu, rõ ràng không? Khoa học không? Đó là những điều mà con giải thích với thầy cái cách chữa trị. Còn lần trước con có gặp thầy một lần rồi, con giải thích về đạo lý rồi. Bây giờ cái đạo lý đó mình không nhắc tới nữa. Mình phải bỏ qua đi, không muốn nhắc nữa. Bởi vì cái đạo lý này ai cũng biết. Đức thầy dạy ăn chay, Đức Phật dạy ăn chay, Đức Chúa dạy ăn chay. Tất cả các đấng dạy. Vậy thì các đấng dạy mình ăn chay rồi, các đấng ăn chay thì mình là ai mà mình ăn mặn? Phải không nè? Chuyện ăn chay là anh phải ăn, anh không được từ chối. Nhưng đến khi anh bệnh rồi thì ở đây tôi có công nghệ nano. Công nghệ này là bằng nước, mà để sau khi hết bệnh thì anh được gọi là thay máu. Mà tôi thay được máu của anh thì tôi tạo ra những cái chất này thành nước để tôi đổ vô đây. Mỗi ngày mỗi đổ, mỗi ngày mỗi đổ, mỗi ngày mỗi đổ, đổ riết anh hết. Thầy thấy dễ không? Con thấy dễ không? Con phải đáng chữa trị nha. Rồi, đó thì những cái mà con đã nói với thầy vậy ha. Rồi cha nói với con như vậy. Riêng về cái đạo lý khám bệnh con, làm việc gì cũng phải cân đo đong đếm cho sát sườn nghe con. Thứ nhất là khi con vô đây con trị bệnh thì con phải nhớ rằng mọi người quyết tâm trị cho con thì con phải quyết tâm trị. Đó là đạo lý con phải hiểu. Đạo lý thứ hai là khi con trị bệnh rồi, con có bệnh rồi, con phải biết ăn năn sám hối. Con không được sống tự do ba nhảy, mà con phải biết ăn năn sám hối nha. Bắt đầu từ hôm nay đến ngày mà con qua đời thì con phải ăn năn sám hối. Cơ thể con đã có bệnh rồi, con không còn lý do để con từ chối cái chuyện mà ăn chơi được nữa nha. Không có đi dọc đi ngang được nữa, mà cứ thẳng một đàn mà đi. Là cái đàn con đi đó là Đức Thầy, Đức Phật, Đức Chúa dạy con là: con ơi, sao uống quyết đào anh ơi. Đó, cái đàn con phải đi, đàn là đường. Cái đường con phải đi là Đức Thầy nói là: con ơi, sao uống quyết đào anh em. Tức là: con ơi, rau cháo cũng rồi bữa canh. Hả nè? Cơm rau đạm bạc cũng rồi bữa canh. Cha nhớ rõ câu đó, nhớ rõ câu đó của Đức Thầy á. Cơm rau đạm bạc cũng rồi bữa canh. Tại sao con phải uống quyết đào anh em gì? Vậy thì khi con hết bệnh rồi, con phải trở về con đường của Đức Thầy con dạy con là cơm rau đạm bạc cũng rồi bữa canh. Thì khi đó cơm rau đạm bạc chính là này đúng không? Cháo đạm bạc không? Lá cây đạm bạc không? Vậy thì con cơm rau đạm bạc mà nó đã cứu con gì? Để con còn sống, con cứu đời, con cứu người, con cứu con làm cho vũ trụ này được tươi đẹp, làm cho địa cầu này được đẹp đẹp. Con làm cho gia đình con được hạnh phúc, con làm cho chòm xóm con được ấm no, con làm cho xung quanh con được hãnh diện. Nha, là cơm rau đạm bạc cũng rồi bữa ăn. Đó là câu mà Đức Thầy gửi cho con, nhưng mà cha gửi nha. Rồi đó là phần của cha đã nói với con hết rồi. Nha. Cuối cùng con cũng cảm ơn thầy đã dẫn giáo hữu của thầy đến đây để chữa bệnh cho con cái của thầy. Thì chúng con cũng mong rằng không phải thầy dẫn một người này mà còn nhiều người nữa. Thầy phải cố gắng dẫn nhiều người nữa. Bởi vì chức trách của thầy đang làm chuyện này nè. Chứ không phải là xây chùa, chiền, nhà thờ hay là xây tịnh xá, tịnh độ. Mà thầy đang làm chuyện này là đúng, thầy đang cứu một mạng người bằng xây 10 cái nhà thờ tổ. Đó, thầy đang làm chuyện đó là đúng nha. Cuối cùng thì như thầy cũng đã biết rồi, làm giấy tờ khám bệnh rồi thì một cái đơn xin khám chữa bệnh miễn phí, ký tên vô bệnh nhân. Còn một cái đơn là xin chữa bệnh mà chết không thưa kiện. Trước khi đi con có biết không? Con có biết chuyện này không? Thầy thì dư biết rồi phải không? Rồi, như vậy thì
thầy đã biết là thầy phải nhớ nói cho con cái thầy biết nha, là mình không có thời gian thầy ha. Bây giờ là con phải ký vô cái bản này để khi con chết con không thưa kịp nha, mà đâu biết con ngày mai sao mà chết nha. Rồi vậy thì quý thầy cho ký nha, thầy cho ký vô đây. Yêu thương và cho không thầy. Ha. Vậy là cái giấy này là nó có pháp lý. Yêu thương cho không, cha Phêrô Nguyên Tường ấn ký. Thì coi như là cái này là khi trị bệnh không phải trả tiền. Rõ ràng là như vậy. Còn lát nữa thầy ký vô miếng kia. Thầy ký miếng kia. Rồi, bây giờ thầy sẽ giữ lại một bản này nha. Bản này chút nữa ban viện cảnh ký vô đây. Bây giờ cái bản này nó có pháp lý rồi nè con. Thứ nhất là nó có thầy ẩn ha. Ban trị sự phường Tân Phú ký vô đây rồi. Rồi nó có cha ký vô đây nữa rồi. Thì cái bản này nó lại có pháp lý rồi ha. Giống như nãy con đã ký cho thầy cái này ha. Thì lát nữa thầy giữ lại bản này nha, giữ lại bản này để khi mình về quê hương mình làm việc có gì mình sẽ kể cho quê hương mình biết. Rồi bên đó là cái phần của cha xong rồi nhé, còn cái phần của các lương y thì con ơi, sau khi con hết con được nhận bệnh xong rồi thì con phải nghe lời các thầy chữa bệnh. Thì cha nói cho con nghe một cái câu dễ hiểu nhất là có người ta cùng mình, đúng không? Người ta sao mình vậy con. Ở đây là con vô là ca gần thứ 50 rồi, cho nên là con đừng có sợ con bị ăn hiếp. Cho nên là có người ta cùng mình, thể ăn hiếp là ăn hiếp chung. Ăn hiếp ở đây không phải ăn hiếp con gì, nhưng mà ăn hiếp là cấm con ăn động vật á, để chữa bệnh cho con riết cho xong rồi về mua bò ăn con. Lát đâu thì mua bò mua dôi đồ ăn cho nó sướng con ơi. Vậy cha nói với con vậy nha, ở đây là có người ta cùng mình, người ta ăn cháo được, người ta trị bằng công nghệ này được thì con thể trị được nha, chứ con không thể nào con trị được. Thì đó là những điều mà chúng con đã bày tỏ với thầy, với lời bệnh nhân của thầy hết rồi. Chúng con mong rằng là thầy về quê hương của thầy, thầy cầu nguyện cho chúng con. Điều này chắc được mà hả thầy ha. Rồi chúng con ở đây chúng con cũng cầu nguyện cho thầy. Tuy rằng là ngày xưa thì nói là đầu xanh tiễn đầu bạc, nhưng mà có chừng là đầu bạc tiễn đầu xanh. Tụi con không biết chết lúc nào đâu. Thầy về bển thầy lúc nào uống nước trà nhớ đến tụi con này, cầu nguyện cho tụi con nha. Lúc nào mà đàm đạo với các lão tiền bối đó thì nhắc nhở có nhớ đến tụi con này, thầy cầu nguyện cho tụi con mạnh khỏe để tụi con có cơ hội giúp những người bệnh nhân như vậy.
Rồi mong rằng thầy về bển thầy cũng giới thiệu cho làng xã của thầy có những nơi chữa bệnh bằng công nghệ này, thầy đã quá hiểu rồi ha. Thầy hiểu hai chuyện, một là đạo lý, hai là công nghệ khoa học rồi. Thầy không còn lý do nào để thầy không hiểu nữa hết ha. Rồi thầy cũng cố gắng là lôi kéo mọi người bệnh đến đây hướng dẫn độ thế theo lời của đức thầy dạy bệnh. Thứ ba nữa là thầy cố gắng bảo vệ nơi này để cho con cái thầy được hoàn hết bệnh. Đó là những điều tụi con nhắn nhủ với thầy nhé. Cuối cùng thầy dạy dỗ cho tụi con ít lời. Kính thưa cha Tường thân mến, và kính thưa các thu thầy hôm nay, và kính thưa các bệnh nhân. Thì hôm nay cũng là ngày thứ hai dẫn tôi dẫn bệnh nhân thứ hai qua đây để gặp cha Tường. Và hôm nay có sự mở rộng hơn là cha Tường có giải thích vấn đề cái trị bệnh bằng cách nano. Thì theo tôi nghiên cứu và khoa học và cha Tường dẫn giải như vậy thì thấy nó quá là cụ thể, nó quá là huyền bí trong cái chuyện khoa học. Nói thì về khoa học thì thay báo bằng cách như cha Tường đã nói thì coi như nó rất là cũng là mau mắn, nhưng mà nó hiệu quả nó không cao. Và bây giờ hôm nay thay báo bằng cách này thì cho tôi thì thấy tin tưởng, rất là tin tưởng. Thôi về phần cái khoa học mà cha Tường đã phân giải nãy giờ đây. Đó thì kế tiếp thì tôi cũng xin đại diện cho tất cả tín đồ Phật giáo Hòa Hảo như cha Tường đã dặn vừa qua, thì cái sức là chân thành là cảm ơn tấm lòng đó là từ bi bác ái của cha Tường, cũng như là đức thầy đã nói là tâm từ bi sánh thể ngọc ngà trong các báo khó bì tánh thiện. Chỉ coi như là mình lấy cái người đạo thì lấy cái gương đó để làm và diễn hình cho bản thân, mà chính tôi cũng vậy. Như cha Tường hỏi đi qua thấy vui vẻ không, có buồn không này kia đó, thì thật sự là hỏi thăm thôi, chứ thật sự là tôi cái tâm của tôi là lúc nào cũng nghĩ vậy, cái tất cả cho ba tánh dành. Còn cái cầu nguyện mỗi bữa thì coi như là cầu sáng chiều hai lần, là coi như Nam Mô Tứ Nguyện Cầu Phá Tánh Dạng Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly, là trong đó có cha Tường ở trong và tất cả chúng sanh chúng ta. Thì tôi cũng cuối cùng xin chúc tất cả được dồi dào sức khỏe và vững bước trên con đường đạo đức của chúng ta đang hành đạo hôm nay. Và cuối cùng là nhắc nhở bệnh nhân, thì coi như là bệnh nhân của tôi đem qua đây thì coi như là nhắc nhở là coi như cháu cũng gắng cố gắng theo cái lời huấn của cha Tường hôm nay và đồng thời các thầy trong này. Bởi vì trên đời thì coi như mình thương bản thân mình hơn thương ai hết, thì coi như mình phải phục vụ theo thầy, là coi như cái bệnh của mình mới đạt hiệu quả cao. Đó thì đừng có lý do nào mà phải nản lòng rồi mình lắm khi mình thèm ăn rồi mình ăn bướng bãi này kia đó, thì coi như cái đó là coi như là cái bệnh mình là khó mong mà nó qua khỏi. Thì như vậy là chẳng khác nào là mình đem cặn vô hoài, là coi như cái luôn mình đâu có sạch. Như vậy đó, mình xúc là coi như mình phải đem, đó là coi như là sổ cặn sổ cáo ra, chứ còn để mình bất tử mình đem nó cặn vô nữa là nó tại sao cái luôn nó tu hoài nó không sạch, là tại mình mà xét lại là mình không thương mình. Đó là mình thương mình trước hết rồi mới có cái tâm từ bi ái để thương người khác. Tôi xin hết. Chúng con cảm nhận ơn thầy những lời huấn đức và ngọc của thầy. Con mong rằng thầy sẽ mạnh khỏe để thầy là cái những lời huấn đức của thầy đó hôm nay nó làm cho chúng con tự tin hơn để chúng con thực hiện cái chương trình công nghệ nano này trên những người bệnh. Thầy cũng nhìn đến chúng con rõ ràng, chúng con nói thẳng một câu là hỉ mũi chưa sạch thầy. Tụi con mới cao nhất là có 40 tuổi thôi, còn như ba mấy, hai mấy, mười mấy không à. Thử ra là nếu mà nói về đạo lý của trời hay là đạo lý của thế gian hay là của khoa học hay này kia, chúng con nghĩ là những người hỉ mũi chưa sạch. Nhưng mà dĩ nhiên thì có trẻ mới có già, nhưng mà trẻ không thể nào coi thường già được. Cho nên già như thầy phải ráng ủng hộ chúng con để chúng con mạnh dạn hơn, chúng con đứng cho vững ha. Chúng con ở nhà chúng con cũng vẫn cầu nguyện cho thầy, rồi thầy ở quê hương của thầy cũng vẫn hướng về đây để cầu nguyện cho chúng con. Đó là
gọi là hòa đồng các tôn giáo. Thưa thầy ha, chúng con xin mời thầy và mọi người đứng lên đọc kinh. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và muôn con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thay mặt Đức Chúa Trời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúng con mời thầy dẫn bệnh nhân đến phòng khám nha. Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị. Mm-hmm.